Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sách Cha sẽ chia sẻ cho các bạn một số những tác phẩm ở nhà. Xin được giao lưu cùng anh em. Và cũng đã lâu lắm rồi, Sách Cha cũng không phát sóng những cây cảnh của vườn nhà chia sẻ cùng anh em. Hôm nay Sách sẽ chia sẻ tổng quan và cũng có giao lưu và báo giá với các bạn một số những tác phẩm để các bạn cùng chiêm ngưỡng. Và bạn nào có chương trình hợp duyên thì sẽ giao lưu cùng Sách Bonsai các bạn nhé. Mở đầu cuốn video là một tác phẩm xanh Lam Điền. Một cây xanh có chiều cao khá khiêm tốn các bạn ạ, 90 phân thôi. Bóng rộng ngang từ bên trái sang lên bên phải là 1m8 các bạn nhé. Rất rộng, những đường bay rất phóng khoáng. Cây này cũng tương đối là mịn. Tay cành mang phong cách kỳ cổ các bạn ạ, rất đẹp. Sách Cha tiến lại gần để cho các bạn ngắm bộ bệ cây. Cái bệ cũng khá là đẹp, cây lay được cả ngữ trên một chiếc bệ có chiều rộng 60-80 các bạn nhé. Rất đẹp, rất già. Một cây cốt chậu rất nhiều năm rồi các bạn ạ. Một cây này có thể gọi đây là một cây long lùn đã hóa, mang phong cách của cốt long ngày xưa các bạn ạ. Dàn tay cảnh rất đẹp. Những đường da của thân này đồ sụn bên trong này đấy, các bạn nhìn cảm nhận một cốt chậu rất nhuyễn. Một con cây tử rất xinh các bạn, rất xinh, nghệ thuật, phong cách cũng bay như một cây mẫu tử, đúng là tuyệt vời. Một tác phẩm rất cân đối và hoàn hảo. Bạn nào hợp duyên những tác phẩm này thì đừng ngại, hãy nhấc máy điện vào số điện thoại để vào Sách Bonsai mé bên trên bên phải của màn hình các bạn nhé, để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là về giá trị của tác phẩm. Vâng, tiếp đến là một cây lộc vừng. Giới thiệu với các bạn đây là một cây lộc vừng Bắc, một cây lộc vừng ta có chậu rất lâu năm. Cây có chiều cao khoảng 2 mét thôi các bạn ạ. Một tác phẩm tình huynh đệ. Một cây lộc vừng tình huynh đệ này rất phù hợp trang trí để thiết kế các sân vườn, biệt thự, cũng như là dùng để làm quà tặng lễ tân gia hay là một số các lễ khai trương, cũng rất là đẹp, giá cả bình dân, rất hợp lý mà mang ý nghĩa về vấn đề rất thiêng liêng cao quý các bạn ạ. Một cây lộc vừng cốt chậu rất lâu năm các bạn nhìn tay của Sách và cảm nhận độ to của cây rất đẹp các bạn nhé.
đã được thiết kế và treo những giỏ lan rất lung linh. Dàn tay rất tự nhiên, phóng khoáng, bay bổng. Đang chuẩn bị vào mùa hoa các bạn ạ. Một cây đã có cốt chậu rất lâu năm và rất thuần hoa, rất đẹp. Các bạn ngắm và xem, bạn nào hợp với khẩu độ không gian sân vườn nhà mình cũng như là mua để làm quà tặng biếu thì đừng ngại, anh nhấc máy điện thoại, số điện thoại của Sài Gòn Sai để được biết thêm thông tin chi tiết của cây cũng như về giá cả của tác phẩm. Nói chung là sách sẽ yêu ái đi, gửi đến các bạn cái mức giá cực kỳ yêu thương và hợp lý nhất. Rất đẹp. Xinh xắn. Rất yêu các bạn ạ. Vâng, giới thiệu các bạn, đây là một cây si, một dòng si cổ các bạn ạ. Một cây si úp đỏ, si cổ ngày xưa đây, cũng là dòng si tay chuột các bạn nhé. Một tác phẩm mà các cụ làm theo lối long thăng, một cây long uốn lượn. Rất yểu điệu, xinh xắn, rất già các bạn. Xinh xắn, rất yêu. Cây có chiều cao cũng khoảng dưới 1 mét thôi các bạn. Được ngự trên một chiếc chậu tròn, chiếc chậu này ta có thể 2 người khiêng thôi. Vâng, cây si này sẽ xin được báo giá công khai với giá là 6 triệu các bạn nhé. Chỉ 6 triệu đồng thôi các bạn sẽ được sở hữu một cây si đẹp cổ dài như này. Nếu nói về tuổi thì chấm hết luôn. Các bạn nhìn chi răm này, độ già này. Đấy, độ già và hóa rất đẹp. Và đây là một cây xanh quê các bạn ạ. Một dòng xanh rất đẹp của dòng xanh quê. Một cây mang phong cách tỉ muội, hai thân, rất già, phong cách kịch cổ. Cây có chiều cao khoảng 1 mét các bạn. Các bạn nhìn bẹ của cây, cảm nhận độ già. Rất nhiều lu sụn. Xách cả tay để các bạn cảm nhận độ to nhá, độ to của cây nhá. Rất nhiều lu sụn, rất già. Bộ bệ nhũ nhĩn, cốt chậu lâu năm các bạn ạ, rất đẹp. Rất phù hợp và sở thích cho những anh em nào thích cây cổ. Đẹp quá.
lá nhỏ ti các bạn nhé. Vâng, và đây sách lại chia sẻ cho các bạn một cây si nữa. Một cây si này là dòng si trắng các bạn ạ. Cây có chiều cao khoảng 70. Ở trên một chiếc chậu tròn, hai người khiêng thôi các bạn nhé. Rất nhỏ gọn. Rất già. Các bạn nhìn cây. Độ già chấm hết luôn. Cốt chậu nhiều lắm. Một cây si mang phong cách bonsai được đại các bạn. Vâng, và cây si này sách cũng xin báo giá với các bạn những cái giá công khai là 6 triệu đồng. Chỉ 6 triệu thôi các bạn ạ. Giá yêu thương để cho anh em mục sở thị những tác phẩm si già cổ như này. Quá già, quá nhũn. Khô hết rồi các bạn, độ khô của cây và độ già, bông tàn là tự nhiên, đương đại, rất đẹp. Vâng, và chia tay với tác phẩm chi, ta sang với một tác phẩm đa. Một cây đa rất đẹp các bạn, hai thân, ôm đá, cốt chậu nhiều năm. Phải nói là một cây đa này cũng khá là mịn màng. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên khoảng 70 đây các bạn ạ. Bạn ngắm nhá, chiếc bẹ này. Rất đẹp. Thần này. Độ già cốt chậu lâu năm các bạn nhé. Một đường đũa của cây này các bạn này, do các nghệ nhân ngày xưa người ta tạo tác này. Rất đẹp, đường đũa rất là tự nhiên, hoang dã, giá theo phong cách cổ xưa. Vâng, cây đa này sách cũng xin được báo giá với các bạn là 8 triệu các bạn nhé. Chỉ 8 triệu đồng thôi các bạn sẽ thấy một cây đa cổ mịn màng đẹp như thế này. Chỉ việc chơi thôi, không phải làm gì nữa. Nhà vườn sách bonsai sẽ chia sẻ với các bạn những cây có thể những mức giá cực kỳ ưu ái, bình dân để cho các bạn dễ được sở hữu, thỏa mãn sự đam mê của mình. Và đây là một cây chân chim các bạn ạ. Cây chân chim, tác phẩm hai người B. Một cây chân chim khai thác ở rừng về hoang dã nhưng mà đã thuần hóa được rất nhiều năm. Thân hình cân đối tạo lên một tác phẩm rất là kinh điển. Đó là một chú lạc đà. Một chú lạc đà đi trên sa mạc các bạn nhé. Với chiều cao của chú lạc đà này từ mặt chậu trở lên là khoảng 50 các bạn ạ. Rất đẹp.
Bạn nào mà có ý định muốn chinh phục đi qua sa mạc thì hãy sở hữu chú lạc đà này. Chờ chú lạc đà có một thân hình rất vạm vỡ, rất khỏe. Một chú lạc đà như này thôi nhưng giá lại rất yêu thương các bạn ạ, cũng chỉ 6 triệu đồng thôi, 6 triệu Việt Nam đồng các bạn đã được sở hữu một chú lạc đà cực kỳ đẹp. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Vâng, chương trình đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình sau.